Em chào anh Nhân. Chào em. Rau tuần nè. Em nghe mẹ em nói là rau tuần trị viêm họng rất là tốt. Cái này thường thì người ta sẽ đem người ta xay với một chút muối hoặc là mật ong để trị. Để trong này mình cách mình nấu, và người miền Nam trong này thì gọi là húng chanh. Bây giờ em rửa giùm anh cái phần hành nén này nha. Bỏ cái rễ. Cái phần ớt này mình cắt ra. Mình cạo bỏ cái hạt đi. Em giúp anh rắc một ít chanh nha. Chanh này không hạt thì mình khỏi cần phải rửa. Bên này anh làm phần cà. Ớt. Ớt gì? Ớt biết xanh. Là ớt rồi. Hiểm. Em biết cây này không? Là cây bung lai hả anh? Nó rất là tốt đề phòng cảm mạo rồi trị đau đầu, cảm cúm rồi các loại. Sẽ rửa sạch để chút xíu mình bỏ vào trong cái món ăn của mình. Anh cho một ít nước sôi này. Mình ngâm chút em nha. Sau đó em rửa lại một lần nữa. Và lần với lại nước lạnh giùm anh. Cái phần cà chua này nè ngon. Mình bỏ vô mình luộc. Chừng khoảng 5 phút thôi. Tính từ lúc nước sôi. Rồi bây giờ đến cái phần quan trọng nè. Làm cái phần cá này. Em biết cá gì không? Cá sặc. Đúng rồi. Loại cá này thì người ta thấy là nó đắt tiền mà người ta thích ăn là trong những cái mùa nước nổi đó. Dạ. Thì nó phải có trứng. Trứng nhiều ghê nó luôn. Nó phải có trứng nó mới ngon. Bây giờ anh sẽ lóc cái phần xương này. Mình cắt ở cái phần đầu bên này. Em cắt qua một bên. Sau đó còn bên còn lại em chừa lại. Cái phần trứng mình để riêng nha. Thường mà trứng cá mà dầm nát ra thì rất là dễ gây tanh. Nhưng mà để em xem là anh Nhân nấu món này có tanh hay không. Ngọc lột cái phần da cà ra giúp em ăn trước. Để anh ướp cái gia vị vào trong này. Ướp hạt nêm với tiêu nha em. Em ướp với một chút xíu cái phần nén trong món cà chua đó. Hoặc là ổi cũng vậy. Thì thông thường bác sĩ hay khuyên mình, khuyến cáo mình đừng có nên dùng hạt vì nó không tốt, không tốt cho bao tử. Này anh xào cái phần cà chua này trước. Dầu. Mình cho cái phần hành nén á. Ớt. Hành nén xong rồi ớt. Cà chua này ngon. Anh xào kỹ một chút để anh nêm một chút gia vị vào. Một ít hạt nêm, rất ít phần muối. Hay mình muốn mà cái màu nó đẹp mình cho một nhiều dầu một chút. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh không đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Khi anh bỏ này vô nhớ không có đảo. Nhẹ nhẹ thôi, nếu mình đảo mạnh quá nó sẽ gãy cá. Bên này mình cho nước thôi. Một chút nữa, cái kỹ thuật anh nói thì anh là lọc nước là. Nhưng mà em nhìn màu nước như vậy chắc chắn là cái nước vị nó rất là thanh. Trong cái món ăn của mình mà mình biết sử dụng những cái kỹ thuật tiên tiến mình bỏ vô trong cái cách mình nấu á. Dạ. Cái món ăn của mình nó càng ngon hơn. Và nó tạo ra những cái dấu ấn của món ăn của mình rất là tốt hơn. Mình cho vào trong này một ít ớt. Em pha cho anh cái phần bột chanh này đi. Tinh bột chanh là chiết xuất từ chanh. Sau khi người ta cô đặc lại thì người ta mới lấy bột chanh người ta pha với nước lạnh bình thường thì nó ra được cái hỗn hợp nước cốt chanh. Bỏ vô cho anh nửa muỗng, cho anh 2 muỗng đầy phần nước lạnh hòa tan lên. Như vậy là nó tương đương khoảng 1 trái rưỡi chanh. Cái này mình chịu khó mình dầm rồi. Lúc hồi nãy mình đã nêm vào trong cái cà rồi cho nên cái gia vị ở trong này mình không cần phải nêm nhiều nữa. Cái phần cá đó gần được mình mới cho, nếu không nó sẽ không có ngon. Và quan trọng là mình sẽ cho cái phần cây bung lai này vô. Cây bung lai này vô nấu một chút xíu phải lược lại. Chứ nếu không á, thì không có dùng được. Thường 1 lít á, thì mình sử dụng đâu đó khoảng từ 15 cho đến 20 gram là được. Như vậy thì phần cà chua mà sau khi mà mình bỏ vô mình nấu mà nó hơi mềm rồi bắt đầu mình cho cá và lúc này mình phải giảm lửa ngay. Dạ. Ôi sao anh chưa cho rau tần vào à? Chưa em, sau khi mình nêm em hãy cho. Nếu mà mình cho sớm quá cái rau tần nó không còn tác dụng nữa. Anh nêm ít hạt nêm. Phần đường phèn mình cho một lượng vừa đủ thôi. Tại vì canh này mà nó ngọt quá nó cũng không ngon. Bây giờ mình sẽ cho cái phần rau tần và lá vô một ít trước để cho nó hòa quyện trước. Rồi em trộn lên giúp mình. Bây giờ nghe mùi thơm rồi đó anh. Bây giờ chớp cái phần cá này ra trước để nó bể. Tán cái phần trứng cá ra nó giúp cho cái món ăn của mình nó có cái vị béo hơn, không có nước dùng. Nên lược kỹ nè, tại vì đôi khi nó sẽ bị sót xương đồ các loại. Dạ. Phần nước là cái chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên mình phải tán nhuyễn nó ra hết thì ở trong là nó mới ngon được. Em cho cái tô đổ vô đây. Lúc này thì mình có thể cho cái phần nước cốt chanh hoặc nhiều là không mình anh? Sử dụng bột chanh cũng được. Cái lượng em cho múc cho anh khoảng 2 muỗng thôi thôi. Để anh cho vào trong này khoảng 1 muỗng cà phê phần nước mắm. Cuối cùng cho nước mắm vô nó mới dậy được mùi thơm. Dạ. Bây giờ để anh chọn này vào.
Mình cho cái trứng cá vào. Mùi thơm quá. Các bạn hãy subscribe kênh Mỹ Nhân Vào Bếp để đón xem những tập tiếp theo đầy hấp dẫn và gây cấn nhé.